chúng ta lại được gặp nhau ngày hôm nay. Không hiểu sao tôi đã chuẩn bị cho cái phần mà nói này rất là nhiều, nhưng mà đến bây giờ tôi cũng biết nói cái gì nữa. Có thì hát được anh. Không cần nói hát thôi. Tóm tắt lại là như này. Xin âm thanh cho một chút cái âm thanh ở phía monitor thì không nghe gì cả. Hôm nay là kỷ niệm. Ô, xin lỗi tí nhá. À rồi, hôm nay là kỷ niệm ngày năm thứ 24 của Vương Tường. Hơi tối. Vương Tường mới 24 tuổi, của các bạn bao nhiêu tuổi ạ? 25. Những bạn nào thuộc 7X, 8X thì có thể giơ tay được không ạ? Những bạn nào 9X và 2000 có thể. Rất là vui vì ngày hôm nay đã có bất ngờ. Chắc là đúng hiểu là thế hệ cũ theo dõi chúng tôi thì những ngày đầu tiên mà mặt cửa là những cái thế hệ khán giả mới. Và chúng tôi cũng mới 24 tuổi thôi ạ. Ngày hôm nay tôi chính là kỷ niệm 24 năm thành lập ban nhạc, nên là tôi muốn giới thiệu cái chương trình của chúng tôi ấy, sẽ sắp xếp bài hát theo thứ tự từ những ngày đầu tiên. Lúc trên mặt đêm chính là tác phẩm đầu tiên trong album Tâm Hồn Của Đá. Và tác phẩm đầu tiên đấy tôi không muốn có một ca sĩ nào hôm nay hát cái đó cả, nên là tôi muốn là hôm nay tất cả mọi người cùng hát. Rất là cảm ơn mọi người. Thank you.